Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự trưa hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai có những nội dung chính sau đây. Dông lốc mưa đá đêm qua tại một số địa phương trong tỉnh đã gây ngập úng và mất điện tại một số khu vực. Khảo sát điền dã đỉnh Lào Thần để lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Lào Cai nằm trong top đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Tin thế giới, báo chí Lào ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay mùng 6 tháng 5, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa trên diện rộng. Tại một số nơi có mưa đá, mưa to gây ngập úng cục bộ và mất điện tại một số khu vực. Tại thành phố Lào Cai, trận mưa đá bắt đầu từ khoảng 22 giờ 55 phút, kéo dài khoảng 10 phút, kích thước hạt đá khoảng 0,5 đến 3 cm. Sau đó mưa to kèm gió giật mạnh. Mưa đá và dông làm gãy đổ một số cây xanh ven đường, hư hỏng một số phương tiện giao thông để ngoài trời của người dân. Mưa to dẫn tới ngập úng cục bộ tại một số khu vực của thành phố Lào Cai. Trong cơn dông có sấm sét là một số khu vực bị mất điện tạm thời. Do mưa to kéo dài, vào khoảng 2 giờ sáng nay mùng 6 tháng 5, tại đường N2 thuộc tổ 5 phường Hàm Rồng, thị xã Sapa, một lượng đất đá trên ta luy đã bất ngờ sạt xuống, vùi lấp một xe máy và một số vật dụng của người dân. Vụ sạt lở vào ban đêm, không có người qua lại nên không có thiệt hại về người. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi để có phương án đảm bảo an toàn cho người dân. Còn tại một số địa phương khác như huyện Bắc Hà, huyện Bát Sát cũng đã xảy ra mưa lớn. Huyện Bắc Hà xuất hiện mưa đá. Theo dự báo, đợt mưa này có khả năng kéo dài khoảng 3 đến 4 ngày. Các địa phương và người dân cần đề phòng mưa dông kéo dài gây lũ quét trên các suối, ngòi nhỏ và sạt lở đất đá. Các địa phương cần chủ động các phương án phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát phối hợp với Bảo tàng tỉnh thực hiện khảo sát điền dã đỉnh Lào Thần để lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Trong hai ngày khảo sát, đoàn công tác đã tiến hành đo vẽ tuyến, xác định ranh giới khu vực, thu thập thông tin về đỉnh Lào Thần. Đây là cơ sở pháp lý để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích này, đồng thời phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch. Đỉnh núi Lào Thần cao 2.860m thuộc thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, nằm trong top 20 đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Địa hình không quá khó khăn, lại có nhiều phong cảnh đẹp. Tuyến leo núi Lào Thần phù hợp với nhiều đối tượng khách du lịch. Trên cung đường leo núi có nhiều điểm để du khách trải nghiệm như mỏm núi đá mặt quỷ, thảo nguyên hoa trắng, cây đầu rồng, ngắm biển mây bồng bềnh mà hiếm có nơi nào có được. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có lợi thế cạnh tranh, Lào Cai còn có nhiều tiềm năng dư địa để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm nông lâm nghiệp. Trên cơ sở tiềm năng thế mạnh, tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn và các địa phương chú trọng công tác quy hoạch, đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính để thu hút thêm các đơn vị doanh nghiệp đến đầu tư, phát triển chăn nuôi trên địa bàn. Trước đây chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhưng từ năm 2021, doanh nghiệp này đã chuyển sang lĩnh vực chăn nuôi. Mặc dù là ngành nghề mới, nhưng hơn 7 hectare chuồng trại đã được đầu tư bài bản, ứng dụng quy trình chăn nuôi công nghệ cao, đảm bảo an toàn sinh học. Hiện mỗi năm, doanh nghiệp đang cung ứng ra thị trường trên 12.000 con giống đạt tiêu chuẩn và xuất bán hơn 1.320 tấn lợn hơi. Được sự đồng thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh và được sự hỗ trợ của các cấp huyện, xã thì đã hỗ trợ cho doanh nghiệp để mở rộng chăn nuôi chuồng trại, nâng công suất và để đáp ứng cho tỉnh và cho bà con nông dân không phải nhập giống ở các tỉnh ngoài, không bị lây lan dịch bệnh. Còn với khu đất rộng 17 hectare này, công ty cổ phần đầu tư chăn nuôi công nghệ cao Quang Minh dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng 190 tỷ đồng để xây dựng trang trại chăn nuôi lớn nhất tỉnh với quy mô trên 30.000 con lợn thịt. Mục tiêu dự án không chỉ tạo thêm việc làm cho người dân địa phương mà còn cung cấp thịt lợn hơi cho các tỉnh phía Bắc, hướng tới xuất khẩu sang các nước lân cận. Hiện nay thì công ty cũng đang xúc tiến các bước nhất định để tiến hành các cái thủ tục cần thiết nhất để tiến hành đầu tư.
Sau này thì cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trên địa bàn xã, nhân công lao động. Đấy, thì công ty cũng đã có cái hướng là sẽ lấy công nhân ở tại địa phương và tạo công ăn việc làm cho nhân dân. Cái thứ hai nữa là cũng đóng góp cái nguồn ngân sách rất là cũng tương đối là cho tỉnh để phát triển. Toàn tỉnh hiện có 269 trang trại chăn nuôi, trong đó có khoảng 40% số trang trại có doanh thu từ 2 tỷ đồng một năm trở lên, 10 trang trại ứng dụng công nghệ cao, 3 chuỗi sản phẩm chăn nuôi. Quý 1 năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận thêm 2 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. Nhiều chính sách như hỗ trợ vốn vay, tạo mặt bằng sạch, kết nối thị trường tiêu thụ đang được tỉnh triển khai để hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút thêm các nhà đầu tư đến phát triển sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm nông lâm nghiệp. Cần tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đấy phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện triển khai các chương trình, dự án và tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp để đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. Trong đấy có 16 cái dự án phát triển chăn nuôi lợn đang được xin chủ trương đầu tư cũng như là chuẩn bị đầu tư để tập trung vào việc này. Mà hiện nay Ủy ban tỉnh đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong đấy có quan trọng nhất là sản xuất giống, thứ hai là thức ăn tại chỗ để giảm chi phí và thứ ba là áp dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi. Với tiềm năng dư địa lớn, Lào Cai sẽ là địa chỉ tin cậy để các đơn vị doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tiếp theo là thông tin về thị trường. Thưa quý vị và các bạn, Healthy Food hiện nay trở thành các món ăn yêu thích của chị em phụ nữ trong việc làm đẹp, giảm cân, giữ gìn sức khỏe. Tại Lào Cai, xu hướng kinh doanh đồ ăn Healthy Food cũng trở nên phổ biến và cực kỳ tiềm năng bởi đây là thực phẩm tốt cho sức khỏe, được nhiều người quan tâm. Các loại hạt, ngũ cốc, rau củ quả, granola với giá cả khá cao nhưng vẫn được thị trường đón nhận. Cụ thể, các loại hạt như hạt điều có giá từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng một hộp 500 gram. Hạt óc chó có giá dao động từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng một hộp 500 gram. Yến mạch nguyên cám hữu cơ có giá từ 120 đến 150.000 đồng một gói 500 gram tùy loại. Ngũ cốc hữu cơ giòn có giá từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng một gói 400 gram. Các loại hoa quả sấy hữu cơ như sung, mận, mơ có giá dao động từ 170.000 đồng đến 190.000 đồng một gói 250 gram. Granola có giá 200.000 đồng đến 300.000 đồng một gói 300 gram. Các loại rau củ quả đạt tiêu chuẩn Việt Gáp cũng được nhiều người lựa chọn, như cà chua cherry Đà Lạt có giá 15.000 đồng đến 20.000 đồng một hộp 300 gram. Măng tây, tỏi tây có giá 150.000 đồng một kg. Trong 4 tháng đầu năm, Lào Cai đã giải ngân được gần 1.600 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 27%, nằm trong top đầu cả nước. Bảo Thắng, thành phố Lào Cai là hai địa phương có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đứng đầu tỉnh. Từ nay đến cuối năm, trung bình mỗi tháng Lào Cai cần phải giải ngân gần 1.000 tỷ đồng, bao gồm vốn kế hoạch 2024 và số tiền dư tạm ứng. Tỉnh Lào Cai đang quyết liệt đôn đốc chủ đầu tư, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, hạn chế thấp nhất kéo dài sang năm 2025. Tập trung tháo gỡ về công tác giải phóng mặt bằng, khắc phục những vấn đề về đo đếm, bản đồ, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư, phải tháo gỡ vướng mắc, rà soát các dự án điều chỉnh quy mô về kinh phí để sớm trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, đẩy nhanh nghiệm thu thanh toán, quyết toán công trình, đảm bảo theo đúng quy định. Năm 2024, kế hoạch vốn đầu tư công của Lào Cai là trên 6.000 tỷ đồng. Thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng, tác động tích cực đến hiệu quả thực hiện các tiêu chí khác trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Xác định rõ điều này, cấp ủy chính quyền các địa phương chủ động triển khai nhiều giải pháp phù hợp, khuyến khích nhân dân chuyển đổi cây trồng, nâng cao thu nhập. Ghi nhận tại xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng. Do hiệu quả kinh tế từ cây lúa không cao, anh Nguyễn Văn Lộc chuyển sang cây trồng khác. Giờ đây thu nhập từ hơn một sào ruộng cạn của gia đình tăng lên đáng kể, bởi mỗi năm có thể trồng từ 2 đến 3 vụ dưa lê, một vụ đỗ. Cây cà thì một vụ chỉ được khoảng 3 triệu, 3-4 triệu, còn ngô thì nó chỉ được khoảng độ hơn triệu. Dưa thì nó sẽ cho thu nhập được nhiều hơn, vụ 6-7 triệu, tăng gấp đôi. Như em thì một năm nó rơi vào cả hoa màu, cả mình đi làm thuê chăn nuôi, nó rơi khoảng tầm 7-80 triệu.
Trước đây, gia đình anh Nguyễn Văn Trung dành hơn một mẫu đất trồng dưa lê. Và ngôi nhà kiên cố được xây dựng chủ yếu từ hiệu quả kinh tế của cây trồng này. Vậy nhưng đầu năm 2024, anh Trung quyết định thay cây dưa lê bằng cây ớt bởi được liên kết tiêu thụ với một doanh nghiệp. Quả thì cũng sai rồi nhưng không biết là đến lúc sau vặt thì nó năng suất được bao nhiêu thì cũng chưa rõ được. Công ty mua giá chốt là 15.000 một cân. Vâng. Thì cái giá thì không phải lo. Trước mắt thì họ hỗ trợ cho ít giống, còn mình không làm cỏ được thì mình giải bạt thì mình phải mua. Bên cạnh phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nghị quyết phát triển các vùng chuyên canh, trong đó có rau màu của Đảng ủy xã Thái Niên được nhân dân đón nhận tích cực. Trong đó, địa phương quan tâm, hướng dẫn kỹ thuật và tích cực liên kết tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Mối quan hệ của các tổ chức cũng như các doanh nghiệp để làm thế nào bà con yên tâm thấy là sản phẩm của Thái Niên thì cũng đã được đưa được ra các thị trường, không những trong tỉnh mà ở ngoài tỉnh cũng đã có, và các tỉnh bạn ví dụ như là Sơn La rồi Hà Nội cũng đã, các sản phẩm của Thái Niên cũng đã đưa về có thị trường tiêu thụ thì bà con yên tâm sản xuất hơn. Từ cái nguồn hỗ trợ của trên thì dân cũng phát triển kinh tế trong mấy năm nay hiệu quả rất là cao. Trước kia thì thôn có 106 hộ, sau bây giờ là 113 hộ, thì chiếm đến hơn 50 hộ nghèo, nhưng bây giờ chỉ còn có 5 hộ nghèo. Với quyết tâm và cách làm phù hợp, chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đang phát huy hiệu quả. Đây là cơ sở để Thái Niên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo xuống dưới 8% vào cuối năm 2024. Ngày 5 tháng 4 năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải đã có thông tư 09 về ban hành sửa đổi 01/2024 quy chuẩn Việt Nam, 43/2012 Bộ Giao thông Vận tải quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ như sau. Hệ thống trạm dừng nghỉ phải phù hợp với quy hoạch hạ tầng giao thông đường bộ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, các công trình dịch vụ thương mại của trạm dừng nghỉ đường bộ được bổ sung. Khu vực lắp đặt trụ sạc điện, thiết bị sạc điện, trạm biến áp, trạm phát điện dự phòng. Hệ thống điện phục vụ cho các trụ, thiết bị sạc điện, xe ô tô điện phải hoàn chỉnh, đồng bộ theo nhu cầu sử dụng và từng giai đoạn đầu tư. Hệ thống điện nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc phải đảm bảo đồng bộ, hoàn chỉnh, tuân thủ theo quy định để cung cấp dịch vụ an toàn, ổn định. Ngoài ra, khu vệ sinh phải đảm bảo chống thấm, chống ẩm, thoát mùi hôi, thông thoáng. Thông tư số 09 năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2024. Tiếp theo chương trình, sẵn sàng ứng phó khi lượng thuê bao di động ở Điện Biên tăng đột biến. Bước phát triển nhảy vọt của ô tô năng lượng mới. Từ ngày 15 tháng 6, xe được miễn kiểm định lần đầu khi đến làm thủ tục lập hồ sơ phương tiện phải trả phí. Cụ thể, theo quy định tại thông tư số 11 của Bộ Giao thông Vận tải về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đối với xe cơ giới, thì ô tô thuộc diện được miễn đăng kiểm lần đầu khi đến các trung tâm đăng kiểm nộp giấy tờ để làm thủ tục lập hồ sơ phương tiện phải trả mức phí là 46.000 đồng một phương tiện. Đối với dịch vụ in lại tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định, các trung tâm được thu 23.000 đồng mỗi xe một lần. Nhằm đảm bảo thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, các nhà mạng lớn đã ráo riết thực hiện các công tác chuẩn bị, phục vụ hàng trăm ngàn người dân từ khắp nơi đổ về tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Riêng mạng Vinaphone đã triển khai 11 trạm giã chiến, một xe lưu động và nâng cấp tần số F2 cho 34 trạm di động để đảm bảo phục vụ gấp 10 lần so với lưu lượng thuê bao di động ngày thường. Các nhà mạng khác như Mobifone, Viettel đều nâng cao chất lượng mạng, triển khai thêm các trạm phát sóng lưu động, đặc biệt là tại các địa điểm sẽ diễn ra sự kiện đông người như quảng trường mùng 7 tháng 5 và sân vận động Điện Biên. Đồng thời tăng cường nhân lực giám sát để duy trì mạng lưới thông suốt, xử lý nhanh tất cả các sự cố phát sinh. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội cả nước trong tháng 4 và 4 tháng năm nay do Tổng cục Thống kê vừa công bố tiếp tục cho thấy một số tín hiệu phục hồi tích cực của nền kinh tế. Trong bối cảnh thế giới đang gặp nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam tháng vừa qua tiếp tục chuyển biến khá tích cực, tạo đà cho những tháng tiếp theo. 4 tháng đầu năm,
chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều đơn vị trong ngành đã có đơn hàng và lượng khách hàng ổn định cho sản xuất kinh doanh tại thời điểm này. Đã có một số lượng khách hàng Nhật Bản tại Việt Nam và Nhật Bản tại Nhật. Từ đầu năm đã nhận được rất nhiều đơn hàng full việc và là làm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Trong tháng 4, nhiều chỉ số kinh tế đã có sự cải thiện, trong đó sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Sức khỏe cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục hồi phục với 81.300 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 3% so với cùng kỳ. Vốn FDI rót mạnh vào Việt Nam đạt 9,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5% và cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,4 tỷ đô la Mỹ. Và nếu mà xét tổng thể như vậy thì chúng tôi cho rằng là nền kinh tế của chúng ta đang đi đúng hướng, các doanh nghiệp đang hồi phục và tăng trưởng và góp phần nhiều hơn cho cái quá trình phát triển của kinh tế đất nước. Để kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh và bền vững hơn, các chuyên gia kinh tế đề xuất chính phủ và các địa phương tập trung thúc đẩy nhiều giải pháp. Bên cạnh cái cải thiện pháp lý môi trường đầu tư kinh doanh, cùng với đó thì có những cái chính sách về kích cầu tiêu dùng, đầu tư này, cộng với cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. Giải quyết những khó khăn trước mắt trên nền tảng những kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm sẽ là hành trang và động lực để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 như nghị quyết 103 của Quốc hội đã đề ra. Chuyển sang những thông tin quốc tế. Những ngày qua, trên các trang điện tử của các tờ báo lớn của Lào như Prachasan, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thông tấn xã Lào, Đài phát thanh quốc gia Lào đã có các bài viết ca ngợi về chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Với nhiều tiêu đề khác nhau, các bài báo đều khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vẻ vang nhất trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân Việt Nam, được lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới ghi nhận trong thế kỷ 20. Cũng có bài viết chỉ ra những bài học quý báu được rút ra từ chiến thắng Điện Biên Phủ, chính là lý luận soi đường, là bài học thực tiễn sinh động mà các chiến sĩ cách mạng Lào đã vận dụng một cách linh hoạt vào trong cách mạng Lào và cũng là minh chứng trong thực tế việc thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở thời điểm đó. Ngày 4 tháng 5, một nghị sĩ Đức trong Nghị viện châu Âu đã bị tấn công. Thủ tướng Đức đã lên án vụ tấn công mà Berlin nghi ngờ là mang động cơ chính trị, đồng thời tuyên bố đây là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Trong vụ tấn công, đại diện của Đảng Dân chủ Xã hội Đức tại Nghị viện châu Âu đã bị một nhóm 4 người hành hung khi đang dán áp phích vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu. Ông đã được đưa đến bệnh viện và sẽ phải phẫu thuật. Thủ tướng Đức đã tuyên bố những hành động như vậy đang đe dọa nền dân chủ và nước Đức không bao giờ chấp nhận những hành động như vậy. Hồi tháng 1 vừa qua, số vụ tấn công nhằm vào các chính trị gia của các đảng có đại diện trong Quốc hội Đức đã tăng gấp đôi kể từ năm 2019. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Mexico cho biết, ít nhất 22 triệu người dân tại Trung Mỹ đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do tình trạng nghèo đói và xung đột. Đại diện Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn tại Mexico cho biết, đây là lượng người rời bỏ nhà cửa cao nhất tại châu Mỹ từng được ghi nhận. Trong số này, người Venezuela chiếm tới 30%, tiếp đến là người Colombia, El Salvador và Honduras. Đại diện Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn khẳng định, tình trạng này đòi hỏi các tổ chức quốc tế và các quốc gia có nhiều người rời bỏ nhà cửa cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc ngăn chặn dòng người tha hương, đồng thời tìm ra những biện pháp để giải quyết gốc rễ vấn đề này, trong đó bao gồm việc nâng cao mức sống người dân và kiểm soát bạo lực. Triển lãm ô tô quốc tế Bắc Kinh, sự kiện giới thiệu ô tô lớn nhất Trung Quốc đã chính thức khép lại. Tại triển lãm năm nay, các hãng sản xuất ô tô trên toàn thế giới đã trình làng 117 mẫu xe mới và trưng bày gần 280 mẫu ô tô sử dụng năng lượng mới. Triển lãm đã thu hút tổng cộng gần 900.000 lượt khách đến tham quan, trong đó có 28.000 khách quốc tế. Theo thống kê của cơ quan chức năng Trung Quốc, sản lượng và số lượng tiêu thụ xe ô tô năng lượng mới của nước này trong năm 2023 chiếm hơn 60% tổng sản lượng và lượng tiêu thụ trên thế giới.
Chỉ tính riêng nửa đầu tháng 4 vừa qua, lượng tiêu thụ xe ô tô năng lượng mới tại Trung Quốc đạt 260.000 chiếc, chiếm 50,39% thị phần và cũng là lần đầu tiên vượt qua các loại xe sử dụng nhiên liệu truyền thống. Thông tin dự báo thời tiết cụ thể cho các địa phương trong tỉnh ngày 6 tháng 5 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.